Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần VNI. Anh chị em có thể chia sẻ về kết quả đầu tư, kết quả giao dịch của anh chị em trong phiên ngày hôm nay được không? Chắc hẳn là đến kết phiên ngày hôm nay, hầu hết các anh chị em đang cầm cổ phiếu đều ít nhiều có các khoản lợi nhuận đúng không? Ít nhất là những cổ phiếu như ngân hàng, như chứng khoán, như thép, năng lượng, bất động sản hay là thực phẩm, nông nghiệp hay bán lẻ thì đến phiên ngày hôm nay nó đều tăng hết rồi. Có những cổ phiếu, siêu cổ phiếu mà thời gian vừa qua mình chia sẻ như thằng thép, như chứng khoán, như bất động sản, bất động sản nó mới hồi phục lên thôi, như thép, như chứng khoán, như đầu tư công thì đến phiên ngày hôm nay nó chỉnh nhẹ một chút thôi. Nhưng mà gần như nó không ảnh hưởng gì đến cái kết quả của anh chị em cả. Các khoản lợi nhuận đến từ những cổ phiếu thép như đầu tư công, AIB, ngân hàng hay như STB hay chứng khoán nó đều loanh quanh khoảng trên 10% khoản lợi nhuận. Thì đến phiên ngày hôm nay làm gì còn ai lỗ nữa, đúng không? Kết phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường chúng ta nó tiếp tục là một phiên tăng khá là mạnh. Khi mà đóng cửa nó tăng 0,65%, tương ứng mức tăng là 6,77 điểm và đóng cửa mức 1055,95 điểm. Trong đó thì có tới 271 cổ phiếu nó tăng điểm và chỉ có 118 cổ phiếu giảm điểm ở kết phiên ngày hôm nay thôi. Và thanh khoản phiên ngày hôm nay thị trường nó đã vượt cái mức 600 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên và giá trị nó cũng quay về cái mức 10.000 tỷ đồng. Và được rất nhiều nhà đầu tư tổ chức, đội lái, big boy, đội chủ doanh nghiệp họ kỳ vọng về những con sóng hồi của thị trường trong tương lai. Và với các quỹ họ chuẩn bị rót khoảng 6.000 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như là một số quỹ đã giải ngân trong thời gian vừa qua, hay như những cái thông tin rất tích cực về kinh tế, về vĩ mô, hay như Nghị định 08 đã giải cứu các doanh nghiệp bất động sản về giãn nợ, hoán đổi các khoản nợ bằng tài sản khác, đã giúp cho những cổ phiếu bất động sản này nó liên tiếp là những phiên phục hồi, hay những cổ phiếu, những doanh nghiệp ngân hàng mà thời gian vừa qua phát hành lượng trái phiếu cũng rất là lớn thì cũng có những phiên nó bật tăng rất là tốt. Và rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường cũng như là bản thân mình vẫn đang kỳ vọng về thị trường nó tiếp tục là những cái con sóng hồi trong giai đoạn sideways của thị trường downtrend, và vẫn giúp cho những nhà đầu tư nhanh nhạy, linh hoạt đem về những khoản lợi nhuận trong thời gian ngắn hạn, chứ không phải là trong trung hạn hay dài hạn hay là lâu đâu, mà chỉ cần trong khoảng 5-10 hay là 15 ngày, nửa tháng là cũng đem về những cái khoản lợi nhuận là khoảng 10-15%, như là thằng EIB hay như thằng Nam Kim, Hoa Sen hay LCG, HHV hay là KSB hay PLC cũng bắt đầu có những khoản lợi nhuận đầu tiên. Thì không biết là kết quả của anh chị em trong thời gian gần đây có tích cực hay không, hay có anh chị em nào đến thời điểm hiện tại vẫn đang nắm giữ tiền mặt hay không, và đợi khi thị trường nó vượt qua những cái biên, những cái đường xu hướng, đợi thị trường nó vượt qua vùng 1.100 lúc đó mới dám giải ngân và xác nhận thị trường nó đã bước qua một giai đoạn downtrend hay không. Thì anh chị em có thể comment để chia sẻ cái cảm nhận, chia sẻ cái suy nghĩ của anh chị em ở thị trường của chúng ta trong giai đoạn gần đây anh chị em nhé. Thì bước vào phân tích về tình hình thị trường chung cũng như là những kịch bản mà thị trường nó có thể xảy ra trong những phiên sắp tới. Thì như trong cái video hôm qua em có chia sẻ là nhận định về cái khả năng thị trường trong những phiên sắp tới nó có 3 cái kịch bản. Thì trong phiên ngày hôm nay thị trường nó đã đi theo cái kịch bản thứ nhất, là phiên ngày hôm nay nó tiếp tục là một phiên tăng mạnh với sự góp sức của nhóm dòng ngân hàng đã giúp cho thị trường nó đã tiến tới vào bên trong cái vùng mây Ichimoku. Tuy nhiên cái vùng mây này khá là lớn này nên chúng ta cũng cần phải chú ý là có thể nó sẽ chưa vượt qua được vùng mây này đâu, mà có thể nó sẽ đi sideways rồi nó sẽ vượt qua ở cái vùng mây nhỏ, cái vùng giao nhau giữa mây đỏ và mây xanh, có thể là cuối tháng 3. Những phiên cuối tháng 3 nếu như mà thị trường nó tích cực thì chỉ số VN-Index của chúng ta nó sẽ vượt qua cái vùng mây này, tiến tới vùng 1090-1100. Thì đây sẽ là những cái tín hiệu tích cực nhất mà chúng ta có thể hướng tới cho thị trường chứng khoán Việt Nam anh chị em nhé. Còn cái kịch bản thứ hai thì sau phiên ngày hôm nay, chỉ số thị trường chung nó đã chính thức vượt qua đường MA 50 ngày và cũng chính thức vượt qua cái đường giao găm 65 ngày. Đây này anh chị em có thể để ý, nó chính là cái đường màu cam này này. Là cái, và hiện tại thì cái đường MA 50 ngày và đường giao găm 65 ngày nó cũng tiệm cận cái đường nằm ngang ở bên dưới, cái biên dưới của cái mây, mây lớn. Nên có thể thị trường của chúng ta trong những phiên sắp tới nó cũng vẫn đi theo cái kịch bản nó sẽ test lại quanh cái vùng biên dưới của mây và cũng chính là test lại cái đường MA 50 ngày theo tín hiệu kỹ thuật. Và những phiên test này chủ yếu là để kiểm tra lại xem nhiều nhà đầu tư đang FOMO hay không. Nếu như nhiều nhà đầu tư đang FOMO, hoàn toàn thị trường chúng ta nó có thể nó test lại quanh đường EMA 9 ngày là vùng 1050-1045
Có thể thị trường nó sẽ xuất hiện những phiên rung lắc, sau đó nó sẽ hướng tới về một kết quả khả quan là về vùng 1070-1075 trong những phiên sắp tới, anh chị em nhé. Khi mà phiên ngày hôm nay có những lúc thị trường của chúng ta nó tiến tới vùng 1060 rồi, nhưng mà gặp cái áp lực bán ra của nhiều nhà đầu tư mà còn đang kẹt hàng từ hồi giữa tháng 2, cuối tháng 2 cho đến nay, và khi cổ phiếu về bờ là bắt đầu đem cổ phiếu ra bán để về bờ đã khiến cho thị trường vào những phút cuối phiên nó quay đầu và không giữ được cái mức điểm số cao nhất trong phiên. Tuy nhiên cái tín hiệu này cũng là tín hiệu bình thường thôi, chúng ta có thể coi nó là những cái tín hiệu là về quy luật cung cầu. Nhiều nhà đầu tư có thể họ lo ngại về thị trường, về những cái thông tin vĩ mô, về những thông tin về Fed sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất, nên đang lo ngại đem cổ phiếu ra bán, giữ tiền mặt và chờ thị trường nó tiếp tục nó giảm sâu, sau đó quay trở lại để tham gia bắt đáy. Về kịch bản này thì chúng ta có thể nghĩ tới về những phiên sắp tới thị trường nó sẽ đâm xuyên thủng xuống cái vùng biên dưới của cái đường xu hướng. Nhưng mà kịch bản này thì nhìn chung là nó có thể xảy ra, nhưng mà mình đánh giá là nó khoảng 5-10% về khả năng nó xảy ra thôi. Nếu như mà có một cái chuyện gì đấy bất ngờ, có thể ở chính trị, có thể ở kinh tế, hay có thể là thiên tai gì đó, thì thị trường nó mới xuất hiện phiên nó giảm mạnh trong những phiên sắp tới. Còn nhìn chung nó test lại về vùng 1045-1050, mình đánh giá về kịch bản này nó cao hơn. Còn nếu như mà tiếp tục những phiên ngày mai ngày kia thị trường nó tăng mạnh ngay tiến tới vùng 1070 luôn, thì anh chị em xem xét, vì nó tiến tới vùng cản kháng cự hồi cuối tháng 2 nhanh quá. Thì khi tiến tới vùng tiếp cận vùng cản kháng cự này, nhiều nhà đầu tư sẽ có cái tâm lý bán chốt lời. Mà khi càng nhiều nhà đầu tư có tâm lý bán chốt lời thì cổ phiếu cũng như là thị trường chung nó khó mà trụ vững, nó khó mà đứng vững được trước những áp lực bán nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn như vậy. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là phiên thứ 3 liên tiếp mà nước ngoài quay trở lại mua dòng và tập trung khá mạnh vào các cổ phiếu như Hoa Sen, Pao, SSI hay Hòa Phát, cùng những cổ phiếu như VND, Vinamilk hay VRE. Nhưng mà ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu như Vietcombank, như Đất Xanh, như Đạm Cà Mau lại bị bán khá là mạnh. Tuy nhiên, những cái tín hiệu tích cực thì nó vẫn đang bao phủ lên thị trường của chúng ta. Và nhà đầu tư thì vẫn đang kỳ vọng là thị trường nó sẽ tiếp tục là những phiên tăng mạnh, tiếp tục là những phiên các cổ phiếu nó thay nhau nó tăng trong thời gian tới. Thì hôm kia thì là dòng thép nó tiếp tục là những phiên tăng mạnh với những cổ phiếu như Hoa Sen, như Nam Kim. Tuy nhiên ngay sau đó thì nó lại gặp ngay vùng cản kháng cự trên đầu. Thì chúng ta có thể nhận thấy tín hiệu những cổ phiếu như Nam Kim, như Hoa Sen nó cũng có khả năng nó giống như thằng Dabaco ở hồi giữa tháng 8 năm 2022 mà mình cũng chia sẻ khá là nhiều đến anh chị em. Chúng ta không loại trừ cái kịch bản này nó xảy ra với các cổ phiếu trên thị trường trong thời gian tới được đâu. Thì nếu như mà kịch bản này xảy ra, anh chị em cũng cần phải lưu ý. Vì ở thời điểm hiện tại, những cổ phiếu như thằng Nam Kim ấy, nó cũng đã vượt qua vùng đỉnh cũ. Nó giống như phiên ngày 15 tháng 8. Thì phiên ngày hôm nay nó cũng khá là giống ngày 17 tháng 8, anh chị em có thể theo dõi. Nó có một phiên nó tăng mạnh, tiếp tục là tăng mạnh đầu phiên, nhưng ngay sau đó cuối phiên gặp cái áp lực bán ra khá là mạnh khiến cổ phiếu này nó quay đầu. Nên nhìn chung có thể thời gian tới thằng Nam Kim nó sẽ test lại về cái vùng đỉnh cũ là vùng 15.8, 15.9 hoặc là 16. Nếu như mà sau khi test cổ phiếu này nó tiếp tục nó bật tăng với sự tác động, với sự góp sức từ các nhà đầu tư tổ chức, từ các quỹ, thì khả năng nó sẽ vượt qua vùng 17.5 mà mình chia sẻ ở trong video ngày hôm qua, và khả năng nó sẽ tiến tới vùng 19-20 trong tương lai, anh chị em nhé. Quan trọng là thời gian tới thị trường cũng như là những cổ phiếu này nó hoạt động ra sao, những phiên nó test lại thanh khoản nó có lớn hay không, những phiên giảm mạnh thanh khoản có lớn hay không, và những phiên rút chân bật tăng cung cầu của cổ phiếu nó hoạt động ra sao, thì chúng ta mới đánh giá tiếp được, chúng ta mới có những cái tín hiệu xác nhận từ những cổ phiếu như dòng thép, anh chị em nhé. Thực ra thì thằng cổ phiếu Nam Kim và thằng Hoa Sen, thằng Nam Kim thì mình vẫn đang cầm 50% chưa bán đâu, bán mất 50% ở 15.7 này cũng tiếc nên hôm nay chưa bán đâu. Còn nếu như mà ngày mai ngày kia nó giảm về vùng này, có khi lúc đấy mình lại mua thêm, anh chị em nhé. Hay kể cả thằng cổ phiếu Hòa Phát cũng vậy, thì phiên ngày hôm nay những cổ phiếu này nó đều có một phiên đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong phiên, nên chúng ta cũng phải chú ý những cổ phiếu thuộc dòng thép này. Nếu như mà có tín hiệu bán thì mình sẽ gửi đến anh chị em. Mà anh chị em nào có bán phiên ngày hôm nay và đang chờ mua lại cũng là một trong những tín hiệu rất tích cực mà anh chị em chứng tỏ đó là những anh chị em rất là nhanh nhạy với thị trường và canh bán khi cổ phiếu nó bật tăng, đang bật tăng mạnh, mua vào khi cổ phiếu nó đã hoàn thành xong cái nhịp điều chỉnh. Thì như vậy, đầu tư như vậy thì rất hiệu quả luôn, anh chị em nhé. Nên chúng ta không thể loại trừ về cái kịch bản là thị trường trong những phiên sắp tới
nó sẽ test lại quanh vùng 1050-1045 và test lại quanh đường EMA 20 ngày trong những phiên sắp tới. Nếu như mà test thành công, lúc đó anh chị em sẽ có thêm nhiều cổ phiếu để tham gia. Có thể lúc đó dòng đầu tư công, dòng thép, ngân hàng hay dòng chứng khoán nó đã test xong và chỉ chờ anh chị em tham gia mua lại, rồi nó sẽ bứt phá đi lên, thì sẽ là cái cơ hội tuyệt vời cho những anh chị em, thứ nhất là vừa mới chốt lời xong, thứ hai là còn đang nắm giữ tiền mặt và chờ thêm tín hiệu khả quan hơn, thì chờ thêm tín hiệu chắc chắn hơn từ thị trường anh chị em nhé. Sau đây thì mình sẽ đi vào phân tích một số nhóm cổ phiếu. Thì vừa rồi thì mình có gửi đến anh chị em phân tích nhóm thép rồi, anh chị em bây giờ cần chờ thêm. Thứ hai mình muốn gửi đến anh chị em đó là nhóm dòng đầu tư công với các cổ phiếu như HHV, anh chị em thấy không? Khi những cổ phiếu này nó gặp vùng cản kháng cự trên đầu mà mình đã phân tích trong những video vừa qua rất là nhiều, thì nó sẽ gặp những cái áp lực bán ra. Tuy là thị trường còn đi lên nhưng mà những cổ phiếu này nó đã xuất hiện những cái dấu hiệu điều chỉnh trước thị trường, nên khả năng những phiên sắp tới thị trường chung nó sẽ điều chỉnh theo những cổ phiếu nó dẫn đầu thị trường trong thời gian vừa qua. Từ những cổ phiếu như HHV, như KSB hay là PLC cũng vậy anh chị em nhé. PLC thì hôm nay nó tiếp tục nó khỏe, nó vượt qua vùng đỉnh luôn. Thằng này là thằng điên rồi, mình không nói chuyện. Nhưng hôm vừa rồi thì cũng có bảo anh chị em mua ở phiên ngày mùng 3 tháng 3 này, mua ở quanh vùng 32.3 này. Nhưng mà hôm đấy thì mình lại mua thằng ấy cơ, mua thằng HHV với mua thằng KSB cơ. Thằng KSB này bởi vì nó tỷ lệ ký quỹ của nó cao. Nhưng anh chị em có thể chú ý nhé, khi những cổ phiếu này nó điều chỉnh mà thanh khoản nó thấp hơn, chỉ cần thấp hơn cái phiên tăng mạnh, mà nó chỉ cần điều chỉnh khoảng 3-4 phiên thôi, hoặc là 2-3 phiên thôi, ở phiên thứ 3 ấy, sẽ xuất hiện, đầu phiên nó sẽ xuất hiện cái nhịp nó rũ khá là mạnh. Nhưng mà sang đến phiên chiều thì bắt đầu có dòng tiền tổ chức tham gia và kéo các cổ phiếu nó tăng mạnh. Thì anh chị em chú ý ở phiên chiều, có thể là phiên thứ 2 hoặc là phiên thứ 3 tuần tới, những cổ phiếu này nó sẽ điều chỉnh xong, nó sẽ test lại về quanh đường EMA 9 ngày và sẽ đem lại những cơ hội cho anh chị em mà chưa kịp tham gia trong thời gian vừa qua, anh chị em nhé. Thì anh chị em chú ý thêm những cổ phiếu thuộc dòng đầu tư công này, nó sẽ còn sống, nhưng mà chúng ta phải mua ở đâu để bớt rủi ro, đó mới là vấn đề, anh chị em nhé. Thì đó là những cổ phiếu như HHV, như LCG, như VCG, như KSB hay là PLC ở dòng đầu tư công. Anh chị em mà chưa kịp tham gia thời gian vừa qua, chúng ta cần chờ thêm một vài phiên để xem nó điều chỉnh đến đâu, nó test đến đâu. Lúc đó mình sẽ gửi đến anh chị em những kế hoạch để chuẩn bị tham gia. Có thể ngày mai mình sẽ gửi đến anh chị em về kế hoạch chuẩn bị dần những cổ phiếu thuộc dòng thép, dòng đầu tư công, hay kể cả những cổ phiếu thuộc dòng dầu khí cũng vậy. Thì sau khi nó gặp cái vùng cản kháng cự trên đầu này thì khả năng cao là nó sẽ điều chỉnh thôi. Và hôm nay mình còn nghĩ là nó chỉnh về vùng 22.1 để chuẩn bị canh để mua sớm cơ. Nhưng mà với cái kịch bản này thì có thể một vài phiên tới nó sẽ chỉnh về đây thôi. Có thể nó sẽ chỉnh về vùng 22.3, 22.4. Hôm nay thì đóng cửa 22.4. Nhưng mà nếu như nó xuất hiện một vài phiên nó rung lắc giống như giai đoạn này này, thì sau đó khả năng cao nó sẽ tiếp tục nó bứt phá. Thì thời gian tới nếu như mà nó tiến tới được vùng 23.6, 23.7 thì đây là một trong những tín hiệu rất tuyệt vời của thằng PVD cũng như là PVS và PVC ở dòng dầu khí. Thời gian tới vẫn sẽ còn những cơ hội. Anh chị em thấy không? Phiên ngày hôm qua mình có gửi đến anh chị em trong Zoom khách hàng này về khả năng của việc PVC một vài phiên tới nó sẽ test lại quanh cái đường giao găm 129 ngày, chính là cái đường nằm ngang rất là lâu. Thì những cổ phiếu thuộc dòng dầu khí khác nó cũng sẽ đi theo cái kịch bản này thôi. Và hầu như các cổ phiếu trên thị trường nó đều có cái tính hoạt động theo dòng. Cổ phiếu dẫn đầu dòng nó hoạt động ra sao thì các cổ phiếu phía sau nó cũng khả năng nó cũng sẽ tương tự như vậy. Thì những cổ phiếu như PVD sau khi gặp cản kháng cự nó test lại, thì những cổ phiếu như PVC, như PVS nó cũng test lại khả năng khá là cao. Thì phiên ngày hôm nay cuối phiên nó cũng bị đem ra bán và giảm vào cuối phiên, giảm mức điểm số thấp nhất trong phiên, giảm mức giá thấp nhất trong phiên. Và nếu như mà ngày mai nó test lại ngay về vùng 15.6 này, có thể mình sẽ canh mua ngay thằng PVC cơ. Nhưng mà nếu như mà ngày mai, phiên ngày mai nó giảm về đây này, nó cũng giảm khoảng gần 3%. Và anh chị em không thể kỳ vọng điều gì hơn ở những cổ phiếu này trong cái nhịp điều chỉnh, trong nhịp test của nó. Thì ở giai đoạn này mình vẫn ưu tiên dòng dầu khí, dòng đầu tư công, dòng thép. Quan trọng nó có chỉnh đến đâu, nó có đem lại cái cơ hội cho những anh chị em chưa kịp tham gia lên tàu trong thời gian vừa qua hay không, anh chị nhá. Hay ở dòng này thì còn có OI này, hay là BSR này, hay kể cả GAT này, nó cũng là những cơ hội để cho anh chị em đánh ngắn hạn. Hay một vài cổ phiếu riêng lẻ khác như là thằng TNG, phiên ngày hôm qua nó có một phiên nó bật tăng rất là mạnh, nó vượt qua cái đường xu hướng là cái mẫu hình tam giác. Tuy nhiên sang đến phiên ngày hôm nay thì nó cũng gặp cái áp lực nó điều chỉnh,
Vì gặp cái vùng cản khá là lớn chính là phiên ngày mùng 3 tháng 3. Thì nó sẽ chỉnh lại một vài phiên. Và sau khi chỉnh xong anh chị em lúc đó anh chị em tham gia để mua được. Kiểu phiên ngày mai nó có chỉnh về quanh vùng 17.5 này, anh chị em tham gia nó sẽ ít rủi ro hơn. Thì mình đánh giá ở phiên ngày mai thị trường nó có thể nó sẽ xuất hiện những phiên rung lắc, những nhịp rung lắc có thể trong phiên. Thì sau khi rung lắc xong, khả năng thị trường nó sẽ đi lên, nó tiếp tục tăng giá trong tuần tới thôi anh chị em nhé. Thì sau khi rũ bỏ hầu hết các nhà đầu tư mà mua đu bám, mua FOMO ra khỏi thị trường thì khả năng cao là thị trường nó sẽ tiếp tục nó tăng thôi. Còn anh chị em mà chúng ta mua FOMO mà chúng ta không chịu bán, lúc đó mới rủi ro, khả năng thị trường nó giảm thật. Nên đối với những anh chị em mà mua FOMO, mua giá cao thì chúng ta phải chấp nhận. Mua theo hình thức nào, mua theo phương pháp nào, bán theo phương pháp đó. Mua theo phương pháp mua đuổi thì phải bán ra khi cổ phiếu nó sai, đúng không? Còn đối với những anh chị em mà mua ở trong nhịp hỗ trợ, phải bán ra khi cổ phiếu nó gặp cản kháng cự thôi. Thì đó là cái phương pháp đầu tư trong cái giai đoạn thị trường nó vẫn đang ở trong một cái xu hướng sideways trong downtrend, thì chúng ta phải thay đổi cái phương pháp đầu tư. Để quan trọng nhất là đầu tư phải hiệu quả, chứ phương pháp nào cũng được. Nên chúng ta không cần phải gò bó quá, không cần phải ràng buộc quá về một hai phương pháp nào đó. Khi anh chị em đã được học hỏi, đã nghiên cứu trên thị trường, quan trọng nhất vẫn là cái kết quả, đúng không anh chị em? Thì ở phiên giao dịch ngày hôm nay, hầu hết các cổ phiếu mà mình đang nắm giữ, các cổ phiếu leader trên thị trường, nó đều bước vào cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn, nó test trong ngắn hạn, từ những cổ phiếu thuộc dòng thép hay chứng khoán hay là đầu tư công. Tuy nhiên, có một điểm sáng, đó là thằng STB. Thì hôm nay mình cũng mới khuyến nghị anh chị em ở quanh vùng 25.9, 26, và đến cuối phiên thì nó cũng đã bắt đầu nó đem lại cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn là khoảng 2%. Nhưng mà cũng chúng ta không thể loại trừ cái kịch bản là có thể một hai phiên tới nó sẽ test lại, nó chỉnh lại về quanh vùng 26.2, 26.3. Thì sau khi chỉnh xong, sau khi test xong, nó vượt qua vùng đỉnh này thì đây là một trong những tín hiệu rất tuyệt vời với những cổ phiếu như STB. Và hôm nay cũng có một cái thông tin không được tích cực lắm với thằng STB, đó là bị một số quỹ họ loại ra khỏi cái danh mục. Nó bị vượt quá cái giới hạn của tỷ lệ zoom ngoại nên bị một số quỹ họ loại ra khỏi danh mục. Nhưng mà đây nó không ảnh hưởng gì đến cái sức mạnh, cái độ điên của cổ phiếu này. Và đây cũng là một trong những cổ phiếu nó khỏe nhất trên thị trường. Mà thực ra ở dòng ngân hàng chỉ còn STB và thằng LB Bank nó tích cực nhất thôi. Nhưng mà LB Bank thì hôm nay nó lại có một phiên nó giảm gần như là về cái mức giá thấp nhất trong phiên. Và nó cũng có một phiên cột đầu sau khi gặp cái vùng cản trên đầu này. Và nó cũng đang khá là giống thằng Dabaco. Nên chúng ta cũng cần phải cảnh giác một chút đối với thằng LB Bank. Anh chị em hoàn toàn chúng ta có thể mua ở vùng hỗ trợ và bán ra ở vùng cản kháng cự là mức giá cao nhất trong phiên hôm nay. Chúng ta cũng vẫn đem về những cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn, đúng không? Hay như phiên ngày hôm nay thì có dòng tiền tham gia rất là tích cực với thằng DGW. Khi ở cuối phiên thì nó được kéo lên trong phiên ATOC, đã giúp cho cổ phiếu này nó đóng cửa mức giá cao nhất trong phiên là mức giá trần. Thì với cái kịch bản này thì có thể thằng DigiWon nó sẽ tiến tới vùng giá 40, dù vùng giá 39-40 trong những phiên sắp tới. Thì thường ấy, thằng DGW này khi mà nó tăng thì nó tăng rất là điên. Tính điên của thằng DGW này là rất cao, như anh chị em có thể theo dõi trong quá khứ. Nó liên tiếp có thể là những phiên tăng trần. Tuy là nó đi muộn, nó đi chậm hơn thị trường thôi, nhưng mà anh chị em nào mà theo dõi, mà tham gia kịp thời những cổ phiếu này, khả năng vẫn đem về những khoản lợi nhuận trong ngắn hạn là rất cao nhá anh chị em nhá. Thì một vài phiên tới, nếu như mà thị trường nó xuất hiện cái kịch bản nó điều chỉnh quanh vùng MA 50 ngày, sẽ có thêm những cổ phiếu để anh chị em chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị vốn để tham gia và kỳ vọng về một cơ hội mới và đem về những khoản lợi nhuận trong thời gian tới anh chị em nhá. Nếu như anh chị em nào mà chưa tham gia vào Zoom khách hàng của em và chưa biết mua cổ phiếu nào, cũng như là chưa rõ cái phương pháp đầu tư của mình là gì và giai đoạn vừa rồi đầu tư chưa được thực sự hiệu quả, thì có thể inbox cho em để tham gia vào Zoom khách hàng của em. Hình thức tham gia rất đơn giản và nó hoàn toàn miễn phí thôi anh chị em nhé. Và anh chị em mà thấy cái video hữu ích thì có thể like, comment và subscribe kênh để ủng hộ em anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.